Công ty điện máy Bình Dân, chuyên bán các dòng điện máy với giá cả bình dân. Liên hệ 0364 91 6666. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là ba mẫu máy xay đa năng mà bên em đang phân phối. Chúng ta có thể nhìn thấy các mẫu máy xay đa năng loại mới này. Khung được thiết kế 100% bằng inox 304, rất là sáng bóng, rất là đẹp. Đây là ba dòng xay đa năng phù hợp cho các hộ gia đình sử dụng và các hộ kinh doanh nhỏ cũng có thể sử dụng được. Thì đầu tiên là chúng ta tới với chiếc máy xay thịt nhỏ nhất. Con này thì phù hợp nhất với gia đình sử dụng. Chúng ta nhìn xuống động cơ. Động cơ là 370W, 220V, 100% bằng dây đồng, bảo hành 6 tháng. Mẫu đầu tiên là mẫu 370W. Thì cái nồi của nó là đường kính 17cm ạ. Quý vị và các bạn lưu ý, nồi 17cm. Và sử dụng dao hai lưỡi. Dao hai lưỡi và có thêm một cần đánh ruốc đi kèm nhé. Rất là xịn sò này. Tiếp đến là chiếc máy xay thịt công suất là 750W, cũng 100% dây đồng đấy. Vẫn dùng điện áp gia đình bình thường. Và con này thì nồi lớn hơn, được kính nồi của máy xay 750W là 19cm và cũng đi kèm là một chiếc cần đánh ruốc rất là xịn sò này. Và cái mẫu lớn nhất là cái mẫu motor 1100W và là 191 ạ. Thì mẫu này lớn nhất. Mẫu này thì sử dụng dao ba lưỡi. Trong ba mẫu này thì có chiếc 1100W là sử dụng dao ba lưỡi thôi. Và cũng kèm một cần đánh ruốc như bình thường. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy ba mẫu xay thịt đa năng ra đây. Khung đều inox 304 rất sáng bóng. Em đã cắm điện, bây giờ test thử. Dòng sản phẩm này thì bốn chân đều được tích hợp là lắp bốn cái chân cao su, cho nên nó chạy rất là êm ạ. Đó là cả ba chiếc máy cùng hoạt động ạ. Dòng tua 2800 vòng một phút, chạy rất êm, gần như nó không sinh ra tiếng động nhiều. Chúng ta có thể xay như tất cả các loại thực phẩm để phục vụ cho gia đình sử dụng hoặc là kinh doanh. Đây là dòng xay đa năng, nó có thể là xay thịt, cua, cá để làm chả, làm giò hay xay riềng, gừng sả, là các nguyên liệu ướp cho các cái hộ gia đình làm kinh doanh. Để biết thêm thông tin chi tiết về những sản phẩm máy xay thịt đa năng không inox này thì quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn xem video của em.